Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo nóng vụ đường Vũ Tông Phan sụt lún dài 23 mét. Liên quan sự việc đoạn đường Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, bất ngờ bị sụt lún dài khoảng 23 mét, điểm lún sâu nhất khoảng 1 mét trong ngày 14 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu khắc phục sự cố trên. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết vừa nhận được báo cáo của đơn vị quản lý đường bộ về sự cố lún sụt mặt đường Vũ Tông Phan tại vị trí đối diện nhà số 411. Do ảnh hưởng của việc thi công giếng khoan kích ngầm 11,1 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Để đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục, sửa chữa hư hỏng mặt đường Vũ Tông Phan, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp TP và đơn vị thi công tạm dừng thi công tại giếng kích ngầm số 11. Một, để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân. Đồng thời, rà soát lại phương án tổ chức thi công giếng khoan kích ngầm 11. Một, để không tiếp tục xảy ra sự cố nêu trên, gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và người tham gia giao thông. Triển khai ngay các biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay hư hỏng mặt đường Vũ Tông Phan tại vị trí thi công ga 11. Một đoạn trước số nhà 411 nhằm đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, văn bản chỉ đạo rõ. Ngoài ra, sở này cũng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông qua vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong trường hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công không đảm bảo các công tác sửa chữa, khắc phục sự cố trên đường Vũ Tông Phan, Sở Giao thông Vận tải sẽ thu hồi giấy phép theo quy định, văn bản nêu. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị quản lý tuyến đường thường xuyên theo dõi các công tác khắc phục, sửa chữa, đảm bảo chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn các phương tiện tham gia giao thông trên đường Vũ Tông Phan. Nhằm tăng cường kháng thể ngừa COVID-19 cho người dân, kể từ ngày hôm nay 14 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khởi động tháng cao điểm tăng cường tiêm vaccine COVID-19 tại 7 địa điểm. Cụ thể, người dân sẽ được tiêm các mũi bổ sung và những người đã tiêm mũi 3 sẽ được tăng cường tiêm mũi 4. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí 7 địa điểm để tiêm cho người dân. Hôm nay khởi động một cái chiến lược tiêm nhắc lại vaccine mũi 3, mũi 4. Chúng tôi kêu gọi mọi người dân trên 50 tuổi có bệnh nền, nếu chưa chích thì hãy đi chích. Nếu chích rồi, đến thời hạn để tiêm nhắc lại mũi 3 hoặc mũi 4 thì cũng nên đi chích. Ngoài các điểm tiêm cho người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền hoặc bố trí tiêm tại nhà cho người dân không đến cơ sở tiêm được, thì tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đang được đẩy mạnh sàng lọc và tiêm cho các đối tượng chưa đủ mũi và nhắc lại cho những người chưa tiêm mũi 4. Em nghĩ là cái việc tiêm vaccine này thì nó giúp ích được cho tất cả mọi người cũng như là công ty. Trước đây thì Yuki cũng đã từng coi như là tổ chức tiêm tại chỗ tại công ty, thì coi như là đã có những kinh nghiệm lần trước, thì đã có bố trí những cái khu vực để mà tiêm rồi sau tiêm, rồi coi như là in sẵn coi như là những cái tờ phiếu sàng lọc hay là những cái thông tin để cho người lao động là ghi trên đó. Tình hình dịch bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh đang có tiến triển tốt nhờ một phần từ việc tiêm vaccine vào cuối năm 2021 đạt kết quả cao. Hiệu lực vaccine đang còn nhưng sẽ giảm dần trong thời gian tới. Việc tiêm vaccine tăng cường và tiêm đủ mũi này sẽ giúp cho người dân có kháng thể tốt hơn để phòng chống COVID-19 trong thời gian tới. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao 5.000 mét, đêm qua và sáng nay 14 tháng 6, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và gây nhiều thiệt hại cho các địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm hư hỏng một ngôi nhà ở huyện Trạm Tấu do sạt lở. Mưa lớn cũng làm hơn 44 hecta lúa, ngô, rau mùa và 20.000 cây giống ở các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trạm Tấu bị thiệt hại do ngập úng, vùi lấp. Mưa lớn làm một số tuyến đường liên xã, cống thoát, cầu tạm tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu bị cuốn trôi, sạt lở, ta luy dương, ta luy âm với khối đất đá hàng trăm mét khối. Tỉnh lộ 171 bị ngập một điểm tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên là cầu tràn ngòi biệc, gây ách tắc giao thông, ước tính tổng thiệt hại trên 700 triệu đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục hậu quả, cảnh báo nguy hiểm. Miền Bắc đang trong đợt mưa lớn diện rộng. Tối qua tại thủ đô Hà Nội đã có trận mưa lớn, tái diễn tình trạng phố hóa sông như đợt mưa hồi cuối tháng 5.
Như vậy, lượng mưa trong đợt mưa tới này có lớn như đợt mưa tháng trước hay không? Liệu có tiềm ẩn nguy cơ, thời tiết gì nguy hiểm? Nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, trong những ngày tới miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Khu vực mưa trọng tâm ở miền núi và Trung du Bắc Bộ. Chuyên gia khí tượng nhận định, lượng mưa những ngày tới ở Bắc Bộ sẽ không nhiều bằng đợt mưa từ 21 đến 24 tháng 5. Tuy nhiên, hình thế thì tương tự như đợt mưa vào tháng 5 vừa qua. Thì trong thời gian vừa qua, cái khu vực Bắc Bộ đã xảy ra nhiều ngày mưa lớn và dự báo trong khoảng thời gian đến khoảng ngày 17, 18 ở Bắc Bộ tiếp tục có cái mưa. Nên chúng tôi tiếp tục cảnh báo hiện tượng lũ quét, trượt lở đất, sụt lún ở các vùng núi và Trung du Bắc Bộ và vẫn tiếp tục cần phải đề phòng cái hiện tượng ngập úng ở cái vùng thấp trũng và cái vùng đô thị. Giữa tháng 6 nhưng ở Bắc Bộ ít nắng nóng gay gắt, mưa nhiều. Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân là do hiện tượng La Nina cùng không khí lạnh liên tục xuất hiện nên nền nhiệt trong tháng 4 và tháng 5 ở miền Bắc thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Theo dự báo, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 ở Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt nắng nóng mới. Tháng 7, đầu tháng 8, nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt nhất trong năm. Tuy nhiên, cường độ sẽ không gay gắt, không kéo dài như năm 2020-2021. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Dự thảo chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội được xây dựng dựa trên những yếu tố quan trọng về dự báo dân số, nhu cầu và diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố. Theo thống kê thực tế, dân số năm 2020 là 8,3 triệu người và dự báo đến năm 2025 là khoảng 9,1 triệu người. Đến năm 2030 đạt mức 9,8 triệu người. Nhiều ý kiến đề nghị việc đánh giá thực trạng phát triển và quản lý nhà ở trên địa bàn thành phố là nội dung quan trọng, cần bổ sung, hoàn chỉnh thêm để đưa vào nội dung chương trình phát triển nhà ở. Trong đó cần chỉ rõ thực trạng và cơ cấu, chất lượng của nhà ở, các mặt hạn chế trong đầu tư, xây dựng và quản lý nhà ở. Tuy nhiên, các đại biểu không khỏi băn khoăn khi dự thảo chương trình thực hiện trong bối cảnh Hà Nội chưa có quy hoạch chung nên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Vì lợi ích chung của thủ đô, các đại biểu đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cần tổng hợp những ý kiến trái chiều để mạnh dạn áp dụng những đổi mới để xây dựng chương trình nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2030 vừa khoa học, nghiêm túc, tính thực tiễn cao để thực hiện được nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân và cả hệ thống chính trị chứ không của riêng một cơ quan quản lý. Sáng 14 tháng 6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An. Các tham luận ý kiến tại hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản, yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào Nghệ An, đồng thời đề xuất giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, thu hút đầu tư xanh, tham gia tích cực vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong đó sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là việc xây dựng chính phủ điện tử, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn.